Chào các bạn trên cái cảnh nhé. Bây giờ là buổi sáng thứ hai, ngày mùng 2 tháng 3, tức ngày mùng 9 tháng 2. Mình là giáo viên lại tiếp tục được nghỉ học từ giờ đến ngày mùng 8 tháng 3, tức là hết tuần này, để phòng chống dịch COVID-19. Cho nên mình lại tiếp tục đi đào cây cảnh để bán. Và như các bạn biết rồi, đàn ông mình thì thích chơi, như chị em phụ nữ thì lại cái gì chỉ tính đến tiền thôi. Cho nên mình lại phải có nhu cầu bán cây. Bởi vì mục tiêu của mình là mình sưu tầm những cây khủng, những cây quái để chơi. Còn cây mình cũng tương đối nhiều. Tuy chưa lên đôn lên chậu, lên đôn thật, nhưng mà ở dưới đất cũng vào những chậu kiểu như này này rất là nhiều. Chậu làm tạm. Cho mình có nhu cầu bán cây để kiếm ít tiền. Đây, hôm nay mình sẽ ra bán cây này. Mọi khi là mình bán cây phôi đào về, nhưng hôm nay mình không phải bán cây phôi đào về mà cây này nó tương đối hoàn chỉnh rồi. Bây giờ chỉ đợi thời gian giam nó lên. Nó rụt rịt nên là đẹp thôi. Cái cây này đây, mình thấy cây này hay lắm các bạn ạ. Cây này mình khai thác ở tại một cái khe suối, một khe núi, không khe suối, ở Khuôn Tiếu, Bắc Hoa, Lục Ngạn, Bắc Giang. À, Khuôn Tiếu, khu Bắc Hoa, Tân Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang. Thì quan điểm khai thác cây của mình thì cứ để chơi, cho nên cứ cây gì quái thì mình lấy thôi. Cứ mang về trồng bừa phứa lên, chẳng biết là cây gì. Thì năm 2019, anh em trong câu lạc bộ Hoa Quả Cảnh Nhật Thành trưng bày ở tại nhà bác cả mình, thì anh Kiên, anh nhìn vào cây này và cây chè rừng. Đây các bạn nhìn nhé. Thân của nó rất là quái. Mặt này hình như mặt bên kia mới là mặt chính của nó. Thân rất là quái. Đây các bạn nhìn đây, mình định mình trồng cỏ, mình trồng cây rau dấp cá để ăn. Cho nó che mất cái phần rễ. Mấy cây nữa là nó trồng hơi chìm gốc. Cái nữa tiếp theo, cái thứ ba là cái chậu này chỉ là chậu nuôi thôi, chưa phải chậu chơi. Nếu chậu nuôi chơi thì cho chậu nhỏ hơn. Đây, rễ ra đây. Mình quay từ xa lại, mình vặt bớt một số lá các bạn nhìn. Nếu lại để nổi gốc lên, thì mình có anh bạn ở trong thôn bảo là anh này không phải người chơi cây, nhưng anh bảo trông cái này như quẩn quại, như là người, hoặc trông như con thú vật, trông nó dữ lắm, trông nó ghê gớm lắm. Trong cây này mình gọi là một cây quái. Đây, điểm đặc biệt của nó đây các bạn. Cứ mỗi lần mật mình tỉa, mình bấm gọn thì lại ra hoa. Hoa li ti rất đẹp nhé. Đây các bạn nhìn này. Hoa li ti rất đẹp. Bây giờ mình quay sang các hướng các bạn xem. Bạn nào muốn làm chủ sở hữu cây này thì giao lưu với mình. Liên lạc với mình bằng số điện thoại 0392840388. Nhưng mình bán cây này chỉ bán gần, bán tại nhà. Còn nếu bạn nào mà ở xa muốn sở hữu ship thì mình lấy thêm công đóng thùng, đóng đồ. Còn tiền ship các bạn chịu. Đây các bạn nhìn. Mặt này mình cảm thấy nó sâu hơn. Nhưng bởi vì cây này như mình vừa nói trông nó hơi dữ, cho nên mình muốn để cho nó hướng ra bên ngoài nhà, chứ hướng vào trong nhà. Cái đó khách mà dùng nó giống như con thú vật đấy, trông rất dữ. Hoặc có thể đây, mình vào cây để cho nhìn nó dễ. Cây me đất hay cây gì đây? Chùm me hay cây gì đây đấy? Các bạn nhìn gốc nó rất là quái. Cây này thì mình tạo theo cái dáng kiểu như gọi là gió lùa ấy. Đó lùa. Đây chậu, chuyên để chậu bằng này được rồi. Chậu nhỏ hơn rất nhiều. Nên chậu nuôi. Cây này tạo cảm giác như gió lùa đúng không? Là gió nó bạt về đằng sau. Gốc nó dưới này này. Chỗ này nó chụm lại đây.
Đây mình quay gần đây. Để chụp lại đây, đã chụp lại đây. Có thể là sao bỏ cái rễ đi, để chỉ chụp một đoạn rễ thôi, cho chậu nhỏ thôi. Thì trông cây rất là hay. Nhưng vì cây chưa thành phẩm nên mình trồng chậu rộng một chút. Chưa hoàn chỉnh trồng chậu rộng một tí. Để nuôi. Cỏ nhiều quá. Bây giờ mình sẽ quay từ trên xuống. Khi quay từ trên xuống có thể mình không nhìn thấy. Cái này hôm nọ bị gà đứng. Nhà mình còn khó khăn. Cho nên gà nó hay. Mình chưa làm được chuồng gà. Mình chưa rào rậu khu này. Cho nên gà nó cứ vào đây nó nhảy lên. Kìa kìa. Con gà nhảy trên kia nó đẻ kìa. Cũng là một chậu cây me. Nó đẻ trên kia kìa. Các bạn nhìn nhá. Mình phóng to ra. Ấy, con gà nó đẻ như đấy. Cho nó cứ nhảy lên nó đẻ nhảy hỏng hết cây mình. Trong vườn mình, trong nhà mình, sân mình thế cây hỏng bao nhiêu. Nó nhảy lên đạp hỏng hết cây. Các bạn nào muốn sở hữu cây này. Thật ra nó bình thường thôi. Nhưng lạ độc ở chỗ là cây trồng rất dễ. Cứ bấm ngọn thì nó có hoa. Đấy cứ bấm có hoa, hoa rất đẹp. Nó bấm có hoa các bạn ạ. Nếu bạn nào muốn giao lưu liên lạc với mình nhé. Nếu bạn mua tại nhà thì bán cây này 5 triệu. Còn nếu các bạn mà ở xa muốn ship thì mình lấy công đóng hàng. Mình phải chuẩn bị sắt hoặc gỗ mình đóng. Thôi mình lấy thêm 200 nhá, còn 5 triệu 2. Thôi chào các bạn, cảm ơn các bạn. Xem video của mình, bạn nào ủng hộ mình thì liên lạc với mình, mình sẽ in ngay số điện thoại đằng sau, mình ghi là bán cây chè rừng quái phần bán cây chè rừng quái. Rồi điện thoại 0392 810388. Chào các bạn.